Samsung ra mắt chiếc điện thoại 5G màn hình gập Galaxy J Fold 2 sử dụng loại kính Ultra Thin Glass siêu mỏng. Điện thoại có màn hình đục lỗ bên ngoài 6.2 inch và màn hình bên trong 7.6 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED, có thể tự đứng ở góc mở 75 đến 115 độ và gập giống laptop, cho phép màn hình tự chia đôi trên một số ứng dụng. Ở chế độ mở màn hình, máy có thể sử dụng 2 hoặc 3 ứng dụng cùng lúc và đưa vào shortcut các ứng dụng thường dùng. J Fold 2 được trang bị 3 camera sau lớn với camera chính 12 megapixel, tự động lấy nét dual pixel, camera zoom quang X2 và ống kính góc siêu rộng tiêu cự 12mm. Máy sử dụng chip Snapdragon 865+ với RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, hỗ trợ UFS 3.1 và không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Thời lượng sử dụng pin lên đến 4.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 25W. Phiên bản iOS 13.7 của Apple đã nâng cấp tính năng thông báo phơi nhiễm COVID-19 khi có thể hoạt động độc lập. Chỉ yêu cầu tải một ứng dụng y tế được ủy quyền và giới hạn quyền truy cập dữ liệu. Panasonic ra mắt chiếc máy ảnh full frame không gương lật Lumix S5, có hệ thống chống rung tối ưu và khả năng quay phim sắc nét và chụp ảnh chất lượng cao, phù hợp với các nhà nhiếp ảnh quay phim thường xuyên di chuyển. Intel công bố bộ vi xử lý Tiger Clock thế hệ 11 cho máy tính xách tay mỏng nhẹ dựa trên quy trình 10 nanomet thế hệ 2 của hãng. CPU sở hữu đồ họa Iris SE mới, có hỗ trợ Thunderbolt 4 và Wi-Fi 6.